Cô chào các con. Thời gian qua các con đã được học rất nhiều bài trực tuyến mà thầy cô đã giảng cho các con. Hôm nay cô sẽ đến với khối 6 với một văn bản rất hay. Nào các con lấy vở bài học và sách ngữ văn 6 ra, chúng ta cùng nhau học bài và làm luyện tập nhé. Các con thân mến, các con đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cường tráng của anh Dế Mèn, sông nước mênh mông trù phú của vùng Cà Mau, tình cảm anh em đầy xúc động trong bức tranh của em gái tôi. Hôm nay, cô sẽ đưa các con đến với vùng đất miền Trung Trung Bộ, với con sông Thu Bồn có nhiều thác dữ qua văn bản Vượt Thác của nhà văn Võ Quảng. Bây giờ, các con mở sách giáo khoa trang 39 ra, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần thứ nhất. Đó là phần đọc tìm hiểu chú thích. Các con lấy bút chì gạch chân dưới những ý chính mà cô sẽ đọc nhé. Đầu tiên là tác giả. Tác giả của văn bản này là Võ Quảng, sinh năm 1920, quê ở Quảng Nam. Phần thứ hai là tác phẩm. Xuất xứ, bài Vượt Thác trích từ chương 11 của truyện Quê Nội, viết vào năm 1974. Thể loại là truyện dài. Phương thức biểu đạt chính là từ sự và miêu tả. Các con nhớ tìm hiểu thêm các từ ngữ khó ở sách giáo khoa trang 39 và 40. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần thứ hai của bài, đó là phần đọc tìm hiểu văn bản. Các con biết không, bài văn miêu tả dòng sông Thu Bồn và quang cảnh hai bên bờ theo hành trình của con thuyền, do Dượng Hương Thư chỉ huy ngược dòng sông từ bến làng Hòa Phước qua đoạn sông êm ả ở vùng đồng bằng, rồi vượt đoạn sông có nhiều thác dữ ở vùng núi, sau cùng lại tới khúc sông phẳng lặng. Vì vậy, bố cục của bài văn có 3 đoạn. Các con lấy bút chì đánh dấu vào trong sách giáo khoa. Đoạn 1, từ đầu cho đến thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước. Đoạn 2, tiếp đó cho đến khỏi thác Cổ Cò. Và đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ, các con lắng nghe cô đọc một đoạn ở trong sách giáo khoa. Vượt thác, gió nồm vừa thổi, dượng hương nhổ sào, cánh buồm nhỏ căng phồng, thuyền rẽ sóng, lướt bon bon, như đang nhớ núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp. Chỉ một chốc sau, chúng tôi đã đến ngã ba sông, chung quanh là những bãi dâu trải ra bạt ngàn đến tận những làng xa tít. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp những thuyền chất đầy cau tươi, dây mây, dầu rái và những thuyền chở mít, chở quế, thuyền nào cũng xuôi chậm chậm. Càng về ngược, vườn tược càng tùm, dọc sông những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt, đã đến phường rạnh, thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước. Sau khi nghe cô đọc xong, chắc các con cũng đoán được nội dung của từng đoạn, từng phần bài học rồi phải không? Bây giờ, chúng ta sẽ chia văn bản thành hai phần lớn, đó là bức tranh thiên nhiên và nhân vật Dượng Hương Thư. Mở đầu bài văn là một bức tranh thiên nhiên êm đềm, hiền hòa, thơ mộng hiện ra. Vị trí quan sát là đứng ở trên thuyền, hướng tầm nhìn từ dưới lên trên bờ, từ xa đến gần. Đây cũng là đoạn sông trước khi con thuyền vượt thác. Với cánh buồm nhỏ căng phồng, thuyền rẽ sóng lướt bon bon, những bãi dâu trải ra bạt ngàn, thuyền bè tấp nập, xuôi chậm chậm. Nhưng khi chuẩn bị đến đoạn sông có nhiều thác nước thì quang cảnh có nhiều thay đổi. Khúc sông này có nhiều thác gành, vườn tược tùm, những chòm cổ thụ đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước, núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt. Và khi con thuyền chuẩn bị vượt thác thì nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá, nước chảy đứt đuôi rắn và thuyền văng bọt tứ tung. Thật kỳ diệu, sau khi vượt qua nhiều thác nước và vô cùng nguy hiểm, dường như thiên nhiên cũng chiều lòng người và dòng sông Thu Bồn lại chảy quanh co, mở ra một vùng đồng ruộng bằng phẳng, những cây to như những cụ già hô đám con cháu tiến về phía trước. Như vậy,
Qua phần tìm hiểu về thiên nhiên trong bài văn, các con thấy nhà văn Võ Quảng đã vận dụng rất khéo giữa các phép tu từ như so sánh và nhân hóa. Đặc biệt là hình ảnh cây cổ thụ ở đầu bài văn và cuối bài, những chòm cổ thụ dáng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước và những cây to như những cụ già hô đám con cháu tiến về phía trước, như muốn nói lên tâm trạng lo lắng cũng như vui tươi sảng khoái khi chuẩn bị vượt thác và sau khi vượt qua thác dữ. Qua đó, ta có thể khẳng định cảnh thiên nhiên trong bài văn vừa êm đềm, hiền hòa, thơ mộng nhưng cũng có nhiều thác dữ. Tiếp tục bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 của văn bản. Các con biết không, nổi bật lên trên nền cảnh thiên nhiên là hình ảnh của con người lao động trên sông nước. Đây chính là nhân vật Dưỡng Hương Thư. Tác giả đã sử dụng phép so sánh rất đặc sắc để miêu tả Dưỡng Hương Thư trong hai hoàn cảnh, đó là lúc vượt thác và lúc ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vẻ đẹp của Dưỡng Hương Thư lúc vượt thác. Về ngoại hình, Dưỡng Hương Thư đánh trần như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, quai hàm bệnh ra, hai hàm răng cắn chặt, cặp mắt nảy lửa. Song song với việc miêu tả về ngoại hình, tác giả Võ Quảng đã miêu tả về động tác của Dưỡng Hương Thư khi vượt thác. Dưỡng co người, phóng sào, ghì chặt trên đầu sào, thả sào, rút sào, rập rành nhanh như cắt. Từ những chi tiết đặc sắc miêu tả về Dưỡng Hương Thư, ta thấy với ngoại hình gân guốc vững chắc của nhân vật, bên cạnh đó ta cũng thấy được vẻ đẹp dũng mãnh, tư thế hào hùng của con người trước thiên nhiên. Còn lúc ở nhà, Dưỡng Hương Thư rất khác. Nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ. Rõ ràng, việc miêu tả này đã giúp cho nhân vật Dưỡng Hương Thư rất đẹp. Các con thân mến, qua việc miêu tả, so sánh về Dưỡng Hương Thư trong hai hoàn cảnh, ta có thể khẳng định đây chính là vẻ đẹp dũng mãnh, tư thế hào hùng của người lao động trước thiên nhiên. Các con à, bài văn miêu tả dòng sông Thu Bồn và cảnh quan hai bên bờ theo hành trình của con thuyền qua những vùng địa hình khác nhau, tập trung vào cảnh vượt thác, qua đó làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn hùng vĩ. Các con nhớ học ghi nhớ của bài trong sách giáo khoa, trang 41. Để kết thúc bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con làm phần luyện tập. Cô có hai câu hỏi, các con chọn câu mình thích và viết đoạn văn. Hãy chọn một trong hai câu hỏi sau và viết một đoạn văn từ 6 đến 8 câu trình bày cảm nhận của em về câu 1, phong cảnh thiên nhiên trong bài vượt thác, câu 2, nhân vật Dưỡng Hương Thư trong bài vượt thác. Để các con viết đoạn văn đúng và đủ yêu cầu, cô gợi ý. Đoạn văn gồm có 3 phần, đó là câu mở đoạn, giới thiệu cảnh hoặc nhân vật và cảm nghĩ của em, phần thân đoạn, trình bày ý chính của chủ thể, phần kết đoạn, qua cảnh hoặc nhân vật, em hãy liên hệ bản thân. Lưu ý, đoạn văn không được tách các phần. Các con thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con vui khỏe, ghi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhớ giữ vệ sinh cá nhân, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 để chúng ta sớm quay trở lại trường học. Nghe các con!